Sẽ xuống ăn sáng, ăn nhẹ một chút xíu rồi ngủ vài tiếng để em có sức để chuẩn bị một hành trình rất là dài 2 ngày tiếp theo nữa. Mà chị mình đã bánh canh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Bây giờ chị em chúng mình chuẩn bị đồ để đi nha mọi người. Còn Tiến Quế và em bắt chí cho nhau. Đợi một chút xíu nha. Nó tình cảm mọi người. Tụi em chưa đi lần nào, hiểu không? Còn khoảng tầm 1 tiếng nữa là mình sẽ tới Tây Ninh. Thì bây giờ tụi mình vô một cái quán cà phê dẫn để mình nghỉ ngơi chút xíu nha. Hello mọi người. Hello. Hello. Biết bữa là tới Củ Chi nha mọi người. Củ Chi đầy nắng và gió đầu qua. Ôi me ra cái nhà. Phải còn là đủ. Quá đẹp nha mọi người, mình rất là thích cảnh này nè. Hôm nay mình sẽ đi bắt ốc cua đồng, mọi người đang chuẩn bị xem là nên ăn cái gì. Mọi người đang ở đằng trước đang ăn, đang coi là đi chợ mua cái gì nè. Đây là gà. Gà với vịt. Có cái mít nữa nè. Mít dừa mà nó khô rồi. Xoài. Cái gì vậy? Không phải con đá này, con gì á? Con lươn. Cái này là ở nhà có bếp ga nhưng mà chị Sang với lại mọi người đồng tình là nấu bằng bếp củi. Mình cũng thích nấu bằng bếp củi nè. Hả? Đang bật lửa để làm nè cả nhà. Mua đồ về làm nha. Nên mình nấu mấy món gì sao? Gà luộc, ốc bu, với lại heo của bánh tráng nè. Heo của bánh tráng. Tí xíu nữa đi chợ kiếm gì? Con chuột đi. Ôi trời, cho em biết vậy phải ăn được con chuột. Trời ơi, Quỷ Tiến nó cứ thèm ăn chuột lắm chị ơi. Ghê quá à. Con biết làm không? Hay cho cả nè. Này Du Mi. Quang Minh. Đấy, đi chích tay đó, đâu đừng con. Mày mày giỡn, nó chích tay tê. Ốc này là bắt ở đồng mới chị ha. Ờ, với ruộng á. Buổi chiều là mình sẽ đi bắt tiếp. Bắt chỗ nào vậy đi bé, tí nữa đi bắt thôi. Đi xuống kênh bắt hả? Chị mua xả ớt chanh gì luôn, mấy công sướng nữa. Rồi làm nước chấm nữa. Ừ.
xanh là cô tắm sữa ốc rồi mọi người. Em ngồi trống không? Trời. Được chưa? À, cô tắm đang làm việc. Anh quay mi gần vô. Ông Quý Tiến ra coi. Đi em quay á. Em ăn hết cái xoài rồi nha mọi người. Ngon không? Được. Ốc này thì nó nhanh chín lắm. Cay đi tất cả mọi người. Trời ơi, tải bơi nhanh lắm. Đây, sữa ốc không có bụi nhé. Nước chui mà. Ủa nước cá đó mà. Bây giờ mình lấy cái lá chuối mình ướp cá, mình nướng cá cho nó ngon. Mình cứ xài luôn. Anh thấy cái nào chỉnh không? Em lên bước kìa. Không có cái nào vàng vàng không? Cái nào chỉnh không? Không, cái nào ở trên cây á. Trái kia chỉnh không? Màu vàng kìa. Kìa, có cái trái nhỏ nhỏ này. Mà nó bị chát á. Không, cái trái gì mà chỉnh cây á. Đây cũng hoa. Ha, ý là mình hái mấy trái đi rồi mình để mình chấm mắm đường, chấm muối cũng được, mình nhậu mình chấm muối. Không mà cái màu vàng em biết là xà chín. Có xà chín đâu mà mày hái. Ủa hay kỳ vậy. Hái hay ghê á. Thúi rồi. Không có thúi, nó bị đen thôi. Trời vậy là thúi rồi đó. Tiếp cái gì mà không thúi. Sau một ngày chuẩn bị buổi chiều đi chợ thì chị em mình đã set up xong cái bữa tiệc ngày hôm nay để tối nay chúng ta có một buổi tiệc lâu ngày chị em gặp mặt với nhau. Thì thực đơn hôm nay có thịt xiên nè, này mình ướp nó cũng không có cay lắm. Còn cà tím mỡ hành, không có đậu phộng nha. Gỏi, gỏi gà, cháo, cháo gà với lại tàn ốc bu hấp tiêu xanh. Hôm nay mình uống xin phép uống bia Hoa Garden nha. Với lại có cái loa, tối nay là có tiệc văn nghệ nữa. Đây là có ca sĩ Vĩnh Thiên, Vĩnh Thâm Kim. Mình sẽ hát bài hãy đến với nhau đêm đầy. Hát lên hay.